cũng như chị Ngọc ở đây đó, thì nhà này á, nếu chị không ở thì chị Ngọc ở. Chị Ngọc ở thì sao, trọng trách của chị hiện tại bây giờ là lo cho thằng Khôi nấu cơm giặt giũ dọn, nói chung là giữ gìn vệ sinh nhà nè. Người ta tôn trọng ngôi nhà hơn 100 triệu, chị không ở chị đi ở trọ chị tốn kém. Thì bao nhiêu tiền chị lượm cái chai một ngày được 60 ngàn, chị có lượm đâu được 2 bữa à. Đây. Mà sao chị mới lên mạng chị nói, ai nói với chị không bước chân trộn quán mà bảy nói là chị Ngọc dành nhà, ai nói vậy? Người mạng. Mấy người bạn nào anh thấy người đó đang ngồi trước mặt mấy chị người đó. Là ca ngồi uống cà phê á. Mấy người đó cùng nhóm nhậu phải không? Mấy người coi ý là đã lớp ba nhậu với cũng ngồi đẳng uống cà phê mỗi ngày á. À. Đó nhà này nhà của chị Huy, em Huy với thằng Khôi mà chị này nọ là ở này nọ đó. Em nói phải tại vì nhà chào qua em mà tại vì cho chị em của em ở. Cái nhà này em nói thiệt luôn á, là không phải của riêng chị hồi xưa là chị ở nhờ đất của chị Ngọc luôn, nói thẳng luôn đúng không chị Ngọc? Đúng rồi. Đất này là đất quyền sở hữu của chị Ngọc nhưng mà tôi muốn xây cho chị ở. Chị không ở thì chị không có quyền gì nữa, chị không có giành đòi đâu. Đã xây là đất này đất ở chung chị em hồi xưa chị Ngọc đứng tên. Giấy tờ hợp pháp rồi. Tại vì em muốn ở riêng cho thoải mái vậy đó. Em hiểu cái tình yêu của chị. Nhưng chị không nên ra ngoài chị nói là chị Ngọc dành nhà là không đúng, chị thấy sai. Sai cái chỗ đó đó, chứ không phải sai cái gì. Chắc em nghe lời người ta đó, khi nào nó nói chị đó thì bảo đảm phần trăm luôn. Cơ nào xuống chị nói á. Phần trăm luôn, nó không nói gì về chị đâu. Ở đây chị Ngọc không bao giờ dành, nếu mà chị Vi sẵn sàng về đây, chị Ngọc sẽ cho chị ở mà, chị Ngọc đã nói mấy lần rồi. Tại vì nhà này nhà của em với con em biết không, đất của chị thiệt, nhưng mà chị cũng có quyền ở, nhưng mà chị nói rồi Mạnh Thường Quân á. Là xây nhà cho em với con em hiểu không? Chứ không phải mà đưa chồng em tối ngày mà nghiện rượu về uống ngập ngùng mà tối ngày em đi làm lượm 20 ngàn em về. Em mua rượu nó uống rồi làm sao đây? Đúng rồi. Chị nói rồi. Cái đó là chị không phải đuổi em, tự em đi. Em đi với nó là em đi là quyền của em, chị không đuổi giờ. Em nói là chị vậy lên qua em lên clip này nọ em nói à, sao chị không đi lên Bình Dương đi? Ở đây làm gì làm sao hả? Là cả thằng Phi nữa. Ở đi hoài sao bà ở đi hoài vậy, bà không đến Bình Dương đi đặng hả cho em với vợ em gì đi ở. Đúng rồi. Bây giờ em vậy ở chị cho, nhưng mà thằng chồng em chị không có cho. Chị nói thẳng một tiếng luôn, Mạnh Thường Quân nói là chỉ có em với con em thôi. Với chị sẽ ở đây 2 tháng nè, nếu nó bỏ gù được hay không. Tới em thấy không, tối ngày sáng ra nghiện ngập hết trơn rồi làm sao bỏ được. Chị khẳng định cho đó, chị khẳng định với em luôn. Bây giờ em về là cái viện nhà này của em nè, nhưng mà nhất quát thằng Phi chị không cho vô, chị nói thẳng luôn. Bây giờ nó cũng coi cái clip này, nó buồn thì chị chịu, nhưng hôm qua nó nói chị rất là nhiều luôn. Người ta ủng hộ chị khi trẻ lợi này vì con em, tại vì chị hứa Mạnh Thường Quân con em chị lo sau này cho con em ăn học. Chị phải bỏ con chị Bình Dương ở trọ, chị phải gì để lo cho em mà em không biết thương chị em còn ra. Chứ chồng em nói chị sẽ chắc chắn là người có nói em phải không, học cho em nói gì chị gì phải không. Chị đừng có nghe lời ai. Chị phải tin cái bản thân của chị, chị Vy, chị cũng lớn rồi. Rồi á, em nói lúc này em nhớ con, em thương con. Tại cho nó chị Nam, để em chị em ở với con đi. Ở chị em mình đi, rồi á. Thằng Phi á, bển nó uống quá thì kệ nó. Bên bển uống thì có cha mẹ nó lo. Bây giờ trời đóng 6 tháng rồi, để 6 tháng tiền trọ nè. Nó nói nó nuôi em nè, qua nó nói nó thương em nè. Nó nhịn đó để cho em ăn nè. Nhưng mà hàng ngày em đi làm em nuôi nó thì có. Sáng nó mắc ra là thấy uống rồi đó, làm gì nó nuôi em được. Nó thương em chỗ nào, nó thương chai rượu của nó hay vậy, thương em chỗ nào, em tỉnh ra làm xíu đi Quy ơi. Ha. Rồi cái nhà này chị không có dành đâu, chị nói rồi, chị không có dành cái gì của em chứ. Em gì giờ nào gì đó thì cái nhà sẵn sàng của em, nhưng mà thằng Phi là chị không có vô, tại vì là cái quyền của Phi là Mạnh Thường Quân kêu chị ở lại coi em, coi cháu. Là không để cho cái người nghiện ngập vô trong cái căn nhà này. Nếu mai này sao nó bỏ lụ được, nó bỏ gì được thì nó ở đi, ở với em thì chị sẽ sẵn sàng lên chở chị làm. Chị hứa mà. Với lại ở đây là chị coi cháu thôi. Như ví dụ chị đi. Dạ chồng em muốn chị lên Bình Dương lắm phải không? Tặng cho chồng em đi ở hả? Rồi thôi làm sao? Cơm nước làm sao? Hay là tối ngày em chỉ là biết mua cơm hộp về cho nó ăn. Rồi hết tiền lấy gì ăn, hết tiền lấy gì sống. Dạ cho chị Quy nói hôm qua là anh chị nói gì trên mạng vậy mà làm cộng đồng người ta không có thích kìa. Chứ chị nói gì tầm bậy đó. Thơ mà ai suối chị nói kể nghe coi, ai kia chị nói gì? Tại nghe người ta nói nghe. Nói sao? Nói sao? Chị nói lại nghe. Ai nói sao? Chị Ngọc đi Bình Dương ký giấy cái gì mới là chủ nhà. Nó là nhà chủ Quy, là chủ nhà luôn.
chị Quy ký giấy gì á, chị Ngọc ký giấy. Người ta chưa nói chị Ngọc đi làm Bình Dương á là giao nhà cho chị Quy mà là làm giấy tên, chị hả? Là chị Quy ký tên luôn. Là chị Ngọc là giữ làm có gì đâu. Cũng như bây giờ rồi em nói thẳng cho chị luôn, ngôi nhà này chị Ngọc chắc chắn là không chuyển. Em nói nè, không phải đâu, tại vì để con về em nói nè, nhà này nhà của em vẫn là cho chị Ngọc ở, cho giữ một khoa tại nhà của em. Để uống do là anh Kim dễ. Em muốn thương anh Phi á, đời viện của em. Nó đi theo. Đi theo anh Phi buồn của em. Biết hay thiệt chứ. Đúng rồi, cái đó là quyền của chị. Thì đúng rồi, nhưng mà em nói cho chị nghe nè, cái quyền mà chuyển nhượng thì đất này là đất của chùa. Thì em có nói, có sổ ghi em có nói là đất này là đất của chị Ngọc mà nè, các nhà là nhà của chị Huy. Em Huy là em không có nói người kia, người mà mình đang nói chị em á. Đất thì của nói, chị Ngọc. Nói em á. Thì chị em hùng nhau góp thành gạo em ấy, nhưng mà nói. Mà để em nói nghe luôn. Rồi cái miếng đất này là của chị Ngọc. Cái nhà này chụp của chị Thúy Trần bên mặt thân quân bên Mỹ. Cách là lúc trước đúc cách đã nói rõ rồi. Là ngôi nhà này cách cho chị và Khôi ở. Nếu chị không ở thì chị đi thì để cho Khôi. Đúng. Tại vì chị đi theo chồng thì chồng lo với chị chứ. Anh nói có người lo con kia sắp sắp mua nhà mua gì cho anh Phi mà. Thì nó có trả tiền nhà trọ mà. Có trả hả? Có ai trả tiền không? Thí Trần trả tiền nhà trọ này nọ đó. Cho ai Thí Trần đó? Thí Trần về ai Thí Trần? Lê Cương trả tiền cho mẹ Thi đóng tiền nhà trọ 6 tháng đó. Đóng nhà trọ không cho tiền ăn hả? Là 4 người đó nó mẹ Cương là 4 người đó nói giúp đỡ cho em với anh Phi đó. Đóng nhà trọ 6 tháng. Rồi tiền ăn sao? Rồi tiền ăn em tự lo. Rồi em nhấn mạnh một câu nữa, ngôi nhà này á là chị ra ngoài á ở thì chị không có quyền dành đâu, trừ khi chị về đây thì ở thoải mái hai mẹ con chị với chị Ngọc thôi. Đúng. Nhà này là để cho thằng Khôi nó thờ, sau này nó còn học, nó còn lo tương lai nó nữa. Chị cứ đi lang ba cái kiểu này rồi ngôi nhà cửa thì, ở chùa em ấy cũng vẫn cho giao nhà Khôi mà, tại cho Khôi ở nhà để cho chị Ngọc giữ nhà. Đồng ý không? Giữ tiếp một Khôi. Mà đồng ý gì không? Đồng ý cho chị Ngọc không? Em nói cho chị Ngọc ở lại mà giữ nhiếp một Khôi, tiếp một Khôi. Mà anh hỏi lần nữa, đất này đặt đất của ai? Đất của chị Ngọc. Nhà là ai sẽ cho? Chị mấy người quân cắt cho em. Cắt cho chị và thằng Khôi. Nhưng chị Mạnh Thường Quân cũng nói là chị đã ra ngoài ở thì chị Mạnh chị đi, đó là chị theo chồng mà, cái đó là con gái theo chồng. Em tự đi mà, không phải đi Ngọc suối đâu, chửi đâu. Chồng em tự lo. Đi. Ok, ngôi nhà này thì á, Mạnh Thường Quân muốn để lại ngôi nhà này, ai ở đây thì được quyền ở. Còn cái thứ nhất là chỉ ba người thôi, mang tên trong này là ba người. Ha, chị Ngọc, chị và Khôi, không có người thứ tư. Nếu mà người thứ tư đó, người đàn ông đàng hoàng, giống như lời mà Thư Quân đã nói, chị đã hứa đó, không rượu chè đó thì có thể vô đây ở được, đúng không chị Ngọc? Có lời nói không? Thì em nghe nó về chồng em nói nè, tại anh Phi á bớt cụ ít lợi đi, bớt ít thôi chứ bớt luôn phải không? Ở là được. Thì trời ơi, cất nhà này nè. Chị Chi Cương nói đó, chị mấy cái chồng nói á, cho anh Phi bớt ít lợi đi, chồng cho ở đây với em. Mà nó em cũng khuyên anh Phi rồi. Bây giờ thấy con bớt đâu, cái buổi sáng ngày hai lít á mới hỏi lại quen. Bây giờ em muốn bớt ít không, em gì ở với chị đi. Em cho nó sống bên bển đi. Nó sống bển không có em từ từ nó cũng bỏ rượu thôi. Nó kiếp em mà nào nó từ nó bỏ, nếu mà không bỏ thì bỏ nó luôn vậy đi. Sống chị em mình sống. Chứ em cái gì thấy vô bển là thấy mày nuôi nó nhiều rồi đó. Mày cứ nuôi nó không đó. Sáng sớm lạc đi nửa tháng rồi, bữa nay nó là 2 tuần rồi đó. Chỉ 2 ngày đi lụng cho em thôi. Mà giờ ăn dằn về tao uống rượu không. Một con mắt như 100 con mắt tao người thấy điều chứ em đừng có nói gì. Ngày nào chị không xem clip của chồng em. Bỏ chị nói rồi mà bỏ gì á, chị vô bảo mà em cứ chồng em cứ gì làm sao mà chị cho vô được. Đâu hết tiền chưa? Tiền hết chưa? Còn cần 3 triệu mấy để. 3 triệu mấy tiền hồi nào vậy? Tiền lúc mà anh chú vô nhang cho. Là cái lúc bên Mạnh Thường Quân gửi đây là giữa tới giờ phải không? Đâu lấy ra coi. Chưa xài. Đâu lấy ra coi. Lấy ra coi. Mình đang đưa cho em tỉnh cho đi gì đi ở như con ơi, mẹ ở hoài thì nói em suốt cuộc đời em khổ luôn. Tiền của em anh chung cho nó nè, anh chung cho em 1 triệu. Là lúc mà Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho chị là gì giữ tới giờ phải không? Anh chung cho em 1 triệu nè, anh gian cho em nữa nè, còn 2 triệu mấy à. Rồi là 3 cái đó có được gì đâu. 3 triệu mấy. Xài em để tiền cho cha để em để nhiều nhiều bán. Để chị đi ở đi cho nghe là chị đi bỏ đi giờ ở bên bẩm Phi nó cũng chị rồi. Nó nói là em đi đâu thì nó đi tới đó, em thì đi thì nó đi đó, nhưng mà chị không chấp nhận cho nó vô đâu. Em thì vô được nha, tại vì nhà nhà của em chị hứa gì
ơi. Giờ nó xem cái clip mà nó coi đừng có buồn chị nói thẳng luôn, tại qua hai chồng em nó tại vì chị cưng cho 6 tháng rồi anh Duy Ngọc là chuẩn ở đây đi, tại vì đây nó 6 tháng bây giờ 6 tháng 1 năm cũng vậy, 2 tháng này nè, nếu mà chồng em bỏ không ngủ được á thì chị sẽ đi chợ 2 tháng này nè, chị con thì lại ở luôn thì chị Ngọc vẫn ở đây đi. Chị nghe chưa, ở trong vòng 2 tháng á, bữa giờ là cũng cỡ hơn tuần rồi, hai tuần rồi đó, rồi trước khi xây nhà nữa. Em tính là từ xây nhà tới giờ 2 tháng mới chưa, nó nói là nó hứa chị biết nhiêu lần, bao giờ nghiện ngập, càng ngày càng nghiện ngập luôn, rồi không đi làm nuôi em đi làm đụng 30 ngàn em đi nuôi nó hả. Rồi hôm qua có cái bà nào nói với chị ở suối là sao mà không đuổi chị lên Bình Dương đi, vợ chồng gì ở có nhà không ở đi, đi ở trọ làm gì. Nhưng mà chị nói là chị hứa là chị ở đây là nuôi con em với em họ chăm cho em thôi. Thằng cái là chị không có ham nhà ham gì trơn á, từng có nói là mà đuổi chị lên thì không lên đâu. Tại vì ham muốn anh đi. Sao ra muốn ở mình ra ngoài kia nghe nói trường hợp là giành nhà. Không có lên đâu. Đi để về ở đây chặt chội nè rồi mua không được nữa thì khi lụm với trai cũng không có. Như anh thấy chị đi lụm mà xe đạp của chị được mà. Mà không có lụm có được như đâu, khi không có, khi có thì mua thì lợi hơn. Bây giờ chị nói với em nghe nè, em đừng nói cái gì mà vụ mà chồng em vô, thằng Phi vô đó, chị nói em thì em ở với con em đây với chị đi. Đó, anh thấy không? Lại đi á hả, lúc ở đây á, không con người đẹp đẽ gì vậy, bến có nhiêu đâu, tàn tạ đen rồi lùi tay chân coi kìa. Ở đây á hả, muốn làm mà chủ không muốn đi qua bển hả, phải làm á, ba đi làm mà đi lụm á, về nuôi nó không ngủ. Rồi á, nó lên cái clip mới nói hả, thì đó hả, lúc mà còn nhà cũ á, nó lo cho em thương em, lo cái gì được cho em, lo cho ngủ nó uống cái gì. Rồi thằng Khôi đó lo thương được cái gì thằng Khôi. Tới ngày sao em mê ngủ nó vậy. Rồi còn nói hả, nghe là người ta hả đuổi chị lên chợ đi, vợ chồng đi ở. Vậy chị Ngọc nói thẳng luôn, đất là đất của chị Ngọc. Mà sở hữu là ở chung ba người đó, thằng Khôi nữa đó. Em chưa. Chị nói thẳng luôn á, bây giờ em á là em, chị không có đuổi em chơi, tự nguyện em đi theo nó. Chị nói rồi nghe, em đi theo nó là tự em khổ là khổ của em. Bây giờ 6 tháng trọ thì cứ ở đây 6 tháng đi. Còn em về mình bên em thôi. Còn nhất phát chồng em chị không cho vô. Chị không cho vô. Tại vì không phải là nhà của nó. Nhà Mạnh Thường Quân là cắt cho em với thằng Khôi. Đất là đất của chị. Thế là chị gì thì chị lo cho em, con em. Không có mày ra thằng Phi nào vô chứ. Chị tuyên bố luôn, không cho nó vô, bước vô căn nhà này nữa. Tại hôm qua nói chị rất là nhiều. Chị gì thì chị lo cho em thôi. Nếu mà nhà này vẫn của em mà chị không có tham gì, cũng không có lấy gì trơn á, nhưng mà nói ra cho em tỉnh. Em ra là chị gì đi em ở đây, em càng ở là đẳng. Em càng khổ dài nữa, chị nói thiệt, em càng khổ. Bởi vì phải nghe lời đi, phải hai chị em ở đây ổn chứ, chịu ở. Em càng khổ, rồi chị nè, đừng có nói là chị á, trong 2 tháng mà chị lên hả, không đi nằm mơ đi, chị lên, chị không có lên đâu. Nè, tối nay chị lên Bình Dương nè, 2 ngày, thăm đại hát, cháu chị rồi chị về ở nữa. Chứ đừng có thấy chị đi mà mời mình về vậy. Thôi chị Thúy Trần này nói đi, là nhà này xây cho ai, hỏi biết liền gì. Đó nói chuyện chị Thúy Trần đi, hỏi nói đi. Hello. Đó hỏi đi, hỏi đi. Thúy có hết ngủ chưa? Thúy Trần. Chị Thúy Trần cắt nhà cho em đó, nói chuyện với chị đi. Người Mạnh Thường Quân đó. Sao? Hỏi là nhà này là xây cho ai ở, chị Thúy nói dùng chị Quy Tiến để chị ra ngoài nói chị Ngọc dành nhà kìa. Cậu phải tham đi nha. Cậu phải tham đi chị nói chuyện, chị nói cho. Ông Zalo thì được nè, có hình mà. Không nói chị. Má cam, chị kêu má cam. Làm gì dung chứ.